Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyền thông của luật sư Nguyễn Văn Đài. Trước tiên thì tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và thật nhiều niềm vui tới quý vị, các bạn và gia đình. Hôm nay thì tôi có làm video với chủ đề 10 câu hỏi lớn về Nguyễn Phương Hằng. Thì thưa quý vị và các bạn, trong video này thì tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ toàn bộ về bản chất con người Nguyễn Phương Hằng là như thế nào. Thì tôi sẽ đặt ra 10 câu hỏi và tôi sẽ giải đáp qua 10 câu hỏi đó. Thì qua mỗi câu hỏi thì quý vị sẽ hiểu nó một khía cạnh khác nhau về con người này. Câu hỏi đầu tiên ý, là cái sự tiền bạc và của cải cũng như sự giàu có của bà Nguyễn Phương Hằng, là CEO của doanh nghiệp Đại Nam ấy, lấy từ đâu ra? Bà Nguyễn Phương Hằng đã rất nhiều lần công khai trước truyền thông, mạng xã hội là bà ta đi lên từ hai bàn tay trắng, không có gì cả. Vậy thì sau hơn một thập kỷ, bà ta đã trở thành một trong những người phụ nữ giàu có nhất Việt Nam với tài sản ước chừng chắc phải trên dưới 1 tỷ đô la chứ không phải là ít. Thì chúng ta đều biết rồi, ở Việt Nam ấy, bất kỳ một người nào khi làm ăn á, tôi đã nói rất nhiều lần đấy, từ một cái người mở quán nước ở vỉa hè hay bán hàng ăn ở trên hè phố hay là mở cái đại lý xổ số, nói chung tất cả quán bia hơi là những cái thứ kinh doanh vụn vặt nhất của người Việt Nam thì đều phải có sự bảo kê của quan chức cấp phường, xã hay và công an phường xã, ít nhất là như vậy. Còn các cái cửa hàng kinh doanh lớn hơn một chút thì lại phải có sự bảo kê từ cấp quận, lớn hơn nữa thì phải có sự bảo kê của cấp tỉnh, thành phố, và những loại doanh nghiệp như của Phương Hằng ạ thì phải có sự bảo kê của tất cả mọi cấp từ phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố cho đến trung ương, bộ chính trị chứ không phải là đơn giản. Thì có rất nhiều dư luận đồn đoán ấy là ông Huỳnh Uy Dũng này là đàn em hay là con nuôi hay là gì đó của Nguyễn Minh Chiết, và những cái đất đai ấy, ở khu Đại Nam ấy là phần lớn là đất quốc phòng an ninh của quân đoàn 4 trước đây mà họ đã biến tấu để trở thành đất cho khu du lịch rồi đất cướp đoạt của người dân. Và tất cả những cái sự giàu có của Nguyễn Phương Hằng ấy đều xuất phát từ việc kinh doanh bất động sản. Thì chúng ta đều biết rồi, bất động sản đất là chính, đất là của ai, đất là của nhân dân, đất là của đất nước, tất cả điều đó. Và những người dân ở khu vực Bình Dương thì đều biết rồi, họ bị thu hồi đất đai với giá bèo bọt, rồi doanh nghiệp Nguyễn Phương Hằng bán lại với những người nhà giàu, những doanh nghiệp với những người khác có tiền với giá trị cắt cổ. Thì đương nhiên những cái tiền lợi nhuận đó một phần bà ta, phần lớn bà ta bỏ túi, một phần nuôi dưỡng các quan chức từ cấp phường xã cho đến cấp trung ương đấy. Thì rõ ràng ấy, cái tiền đó, tài sản đó là sự móc ngoặc cấu kết với các quan chức腐败của hệ thống chính trị, đảng, chế độ và chính quyền độc tài Cộng sản Việt Nam để cướp đoạt, tước đoạt của người dân cũng như của đất nước để làm giàu. Cho nên tất cả những cái gì mà ta khoe, nào là khu công nghiệp, nào là khu đô thị, nào là khu thương mại, nào là hột xoàn, nào là vàng bạc châu báu ngọc ngà, dinh thự bà ta đang sống đều là tiền từ mồ hôi, nước mắt, thậm chí là xương máu của biết bao nhiêu thế hệ người Việt Nam mà bà ta đã tước đoạt cùng với các quan chức chính quyền. Nên tất cả cái sự giàu có đó bà ta đều sống trên mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân hết, không có cái gì là của bà ta cả. Nên chúng ta phải hiểu rõ bản chất cái sự giàu có, tiền bạc, cuộc sống xa hoa của bà ta là đến từ đâu. Đến từ đâu đó, tôi khẳng định cái gì, không có một cái doanh nghiệp nào, nói chung rất hiếm có doanh nghiệp làm ăn chân chính, khó lắm, rất khó ở trong cái chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, không thể có được. Thì tôi đã nói đấy, từ bán hàng nước cũng phải có sự bảo kê, hàng ăn nhỏ nhoi cũng có sự bảo kê, nếu như hàng ăn cái to một tí đã sự bảo kê của cả một là một cái mỗi một dịp lễ Tết ấy, là mất cả chục cái phong bì cho cả chục cơ quan từ cấp phường cấp quận, không phải đơn giản đâu. Như doanh nghiệp của Phương Hằng á thì một mỗi dịp lễ Tết cái phong bì nó dày, nó hàng hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng đấy. Còn những cái tiền bảo kê hàng tháng của các quan chức cấp tỉnh, trung ương thì nó khủng khiếp đến mức độ nào. Như nên không có sự cấu kết đó bà ta không thể có hàng chục hecta đất, hàng trăm hecta đất để xây dựng các khu công nghiệp hay là các khu đô thị hay là khu du lịch được, không có được, không thể nào có được đó. Cho nên đó là cái sự ăn cướp, cái sự móc ngoặc cùng với quan chức hủ bại để ăn cướp của nhân dân, ăn cướp tài nguyên đất đai của đất nước. Thứ hai á, câu hỏi thứ hai là Nguyễn Phương Hằng thì có vi phạm pháp luật hay không? Thì đương nhiên rồi, ăn cướp là vi phạm pháp luật rồi.
Chúng ta đều biết cái định nghĩa tội cướp nó rất đa dạng theo luật hình sự Việt Nam, tức là cướp ngoài cái chuyện sử dụng vũ lực hay là đe dọa dùng vũ lực để đưa người khác vào tình trạng không thể kháng cự được để tước đoạt tài sản của người khác, thì nó còn còn định nghĩa là dùng thủ đoạn khác. Thủ đoạn khác đây là gì? Anh có thể dùng thuốc mê, anh có thể dùng quyền lực của một thế lực chính trị là độc tài của Đảng Việt Nam để ép buộc người dân Việt Nam vào tình trạng không thể kháng cự được, không dám đấu tranh để đòi cái sự bình đẳng, hay cái sợ gọi là khi mà thu đất ấy là phải cái giá ngang bằng theo thị trường. Thì Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng vào vào quan quyền của chế độ độc tài của Đảng Việt Nam để ép buộc người dân Việt Nam vào tình trạng không dám kháng cự hay không thể kháng cự được để tước đoạt đất đai của người dân. Thế đấy là một khái niệm cướp theo đúng định nghĩa của luật hình sự Việt Nam. Rồi vấn đề là đút lót, hối lộ, rồi lợi dụng chức vụ quyền hạn của lợi dụng ảnh hưởng về chức vụ quyền hạn của quan chức để hưởng lợi, rất nhiều tội, vô cùng là nhiều tội đối với Nguyễn Phương Hằng. Đấy, cho nên là một con người đó, một con người mà vi phạm pháp luật như vậy, ăn cướp tài sản của người dân ấy, mà lên diễn đàn đăng đàn dạy dỗ cả hàng trăm ngàn người dân như vậy ấy, là không xứng đáng. Chỗ của bà ta ngồi ấy, không phải là ngồi ở dinh thự, mà chỗ của Nguyễn Phương Hằng ngồi ấy, là phải ở trong nhà tù mới xứng đáng cho bà ta. Đấy thì tôi giải thích để quý vị hiểu về con người đó. Cái thứ điểm thứ câu hỏi thứ ba ở đây ấy, là Nguyễn Phương Hằng thì có thực sự là thương người nghèo hay là khinh người nghèo, thì chúng ta đã thấy bà ta tuyên bố rất rõ ràng rồi. Bà ta không chỉ nhằm vào một mình anh Chiếu Huy mà nhằm vào tất cả người dân Việt Nam, là gì, có tiền thì mới nói chuyện với bà ta. Đấy, đấy là một cái biểu hiện rõ ràng, một cái thái độ rất là rõ ràng. Chứ người nghèo đừng bao giờ mon men đến với bà ta để nói chuyện với bà ta, không có chuyện đó đâu. Hoặc là bà ta có đến với người nghèo hay đến chỗ nào kia, nó chỉ là cái áo cà sa bên ngoài thôi, một cái áo cà sa không làm cho bà ta trở thành một vị tu hành được, không có đâu. Cái bản chất con người bên trong có bộc lộ gì hết. Chưa biết rồi, những cái bậc tỷ phú trên thế giới á, giàu có như Bill Gates hay rất nhiều các cái bậc, họ ăn mặc cực kỳ giản dị, không bao giờ khoe mẽ của cải, vợ con họ không bao giờ khoe mẽ, rất là khiêm tốn. Chúng ta cũng đã từng thấy một ông Đoàn Nguyễn Đức là chủ của Hoàng Anh Gia Lai ấy, tôi rất nể ông ta, không bao giờ đưa vợ con ông ta ra khoe mẽ với bản thân thiên hạ hay trên truyền thông, không có. Mặc dù vợ con ông ta là của một người tỷ phú như như Đoàn Nguyễn Đức, nhưng mà ông ta rất là, vợ con ông ta rất là khiêm tốn, bản thân ông ta cũng vậy. Tôi thấy ông ta ăn mặc rất sành sỏa, không khoe mẽ. Đấy, những con người đấy họ bình dân, người ta phải có phong thái bình dân thì người ta mới tôn trọng, mới yêu quý người nghèo được. Còn một phong thái của một kẻ kiêu sa, kiêu ngạo, khoe mẽ của cải, lúc nào cũng hột xoàn đây, chị đẹp lắm rồi tất cả mọi thứ, thì làm sao mà yêu mến người dân được? Có những lời nói thương dân yêu nguyên, nó chỉ là cái lời lẽ ngoài môi miệng thôi, không có trong, không có trong trái tim, không có trong khối óc, không có điều đó đâu. Cho nên đừng, người ta đừng qua những cái từ thiện trăm tỷ nghìn tỷ mà nói là bà Hằng thương người nghèo, yêu người nghèo, không có. Chúng ta nhìn thẳng bản chất con người. Quý vị vào Google mà search xem thế nào là một con người yêu thương người nghèo, trong trong có hết, từ ngày xưa các sách viết về về cái bản chất con người, chúng ta có thể đọc để chúng ta hiểu được con người đấy như thế nào. Đấy, chứ tất cả những lời nói nó không thể che đậy được bản chất, thậm chí là kể cả cái hành động nó cũng không che, chỉ che đậy được cái bản chất bên trong con người, không che đậy được. Bởi vì nhìn qua những cái hành động hay là những cái bên ngoài đó thì ta sẽ bị những cái khác che lấp đi. Ví dụ đấy, tuyên bố là có tiền thì mới nói chuyện được, hay là khoe của, nó bản chất nó phơi bày ra hàng ngày ấy, thì đấy là cái sự khinh người nghèo. Cái câu hỏi thứ tư ở đây ấy, vậy thì Nguyễn Phương làm từ thiện để làm gì? Chúng ta đều biết rồi, bà ta rất háo danh, một con người kiêu ngạo, có tiền thì luôn luôn mong muốn có nhiều người xun xoe nịnh bợ, mong muốn có nhiều người tung hô ủng hộ. Đấy, làm mà video thì hỏi là em ơi có bao nhiêu người xem rồi, đấy cũng đã phải xem là có bao nhiêu người đang theo dõi mình đang nói. Đấy, một con người mà là bình thường không cần biết, một người nghe tôi cũng nói, miễn là mình nói đấy từ xuất phát từ trái tim, xuất phát từ trí não, trí óc của mình, bao nhiêu người nghe không quan trọng, miễn là mình nói thực tâm của mình thì kiểu gì nó cũng sẽ lan tỏa đến người nghe. Các cụ người ta có câu ấy, nói phải ấy, thì củ cải cũng phải nghe. Thế cho nên chúng ta chỉ cần nói điều đúng, điều thật thì chắc chắn là sẽ mọi người sẽ tìm đến để người ta nghe, chứ không cần phải tìm mọi cách này hay cách khác. Thế nên bà ta làm từ thiện với mục đích ấy, là lừa dối người dân để mua chuộc lòng người thôi, mua danh thôi, chẳng có gì cả. Mấy đội một phần á, ăn cướp của dân nhiều quá thì cũng có thể một phần lúc nào đó ăn năn hối lỗi thì muốn muốn mang đồng tiền đó để hoàn trả lại cho người dân thông qua các chương trình từ thiện. Đấy, thì đấy là cái mục đích của bà ta làm từ thiện. Còn câu hỏi thứ năm ở đây á,
thì Nguyễn Phương Hằng là có đạo đức, có văn hóa hay là có hiểu biết pháp luật hay không? Đấy thì quý vị thấy rồi, ăn nói cực kỳ thô tục. Đấy, dùng mạng xã hội đến mức độ ở Bộ Văn hóa Thông tin phải có văn bản chỉ đạo cho Sở Văn hóa Thành Hồ là phải làm việc với Phương Hằng về những cái lời lẽ thiếu văn hóa khi sử dụng mạng xã hội, xúc phạm, lăng nhục, vu khống những người khác đến mức độ đã bị ca sĩ Vy Oanh kiện ra tòa rồi kiện ra công an. Thì cho thấy là gì, cái vấn đề hiểu biết về văn hóa, vấn đề đạo đức hay là sự hiểu biết pháp luật của Phương Hằng là còn zero, không có một tí nào hết. Bà ta có thể ở tầng lớp trung lưu hay tầng lớp thượng lưu về kinh tế, nhưng bà ta lại nằm ở tầng lớp hạ lưu về 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 văn hóa, về đạo đức hay về pháp luật. Đó là con người Phương Hằng như vậy, không có văn hóa, không có đạo đức và không có hiểu biết pháp luật một chút nào hết. Đây là câu hỏi thứ năm. Và câu hỏi sang câu hỏi thứ sáu á, là nhiều người đặt câu hỏi là gì, tại sao Nguyễn Phương Hằng lại không đi tố cáo tham nhũng tiêu cực? Đầu tiên thì bà ta đánh là nghi Võ Hoàng Yên, thì vì tất nhiên hai người có làm ăn với nhau hay là có hỗ trợ tiền bạc với nhau để làm từ thiện, rồi Võ Hoàng Yên thì cũng không phải là con người tử tế gì đấy, thì rồi quỵt tiền hay là nhận tiền mà không làm, thì cái chuyện bà ta tố cáo đấy là quan hệ giữa hai người thôi. Chứ còn trong xã hội thì rất nhiều lang y khác cũng có những cái sai phạm nhưng bà ta không biết mà không tố cáo, thì đấy là quan hệ giữa giữa Phương Hằng và lang y. Ngoài cái chuyện tiền bạc ra thì nhiều người đồn đoán á, nó còn nhiều quan hệ vấn đề khác, có người nói còn vấn đề quan hệ tình ái nữa, nhưng mà cái đấy thì không có bằng chứng, thế nên là nhưng mà tin đồn là có như vậy đấy. Thì rồi sau đó bà ta quay sang Hoài Linh, thì cái việc bà ta tố cáo Hoài Linh thì cũng đúng thôi, quyên góp tiền rồi không có. Rồi đến Vy Oanh thì bà ta bắt đầu, tất nhiên Vy Oanh thì có những cái chuyện nọ rồi kia, nhưng mà đấy là đời sống riêng tư của cô ta, hiến pháp đã bảo vệ điều 21 rồi, những cái bí mật riêng tư dù nó xấu dù nó tốt thì không ai có quyền lôi ra lên trên mạng xã hội để xúc phạm hay để lăng nhục cả, cái chuyện đó là không được phép. Anh biết thì anh có thể thì thầm nói to nói nhỏ với người này người kia đấy, nhưng mà nếu người ta biết, người ta có bằng chứng, người ta kiện anh vẫn chết, bởi vì luật pháp là như thế, ở quốc gia nào trên thế giới cũng vậy thôi, ở tôi sống ở Đức ở cũng vậy, tôi đi Mỹ hay ở đâu cũng vậy thôi, cái bí mật riêng tư của bất kỳ con người nào thì đều được hiến pháp và pháp luật ta bảo hộ. Anh biết người ta xấu, nếu như những cái hành vi đó vi phạm pháp luật thì anh được quyền tố cáo pháp luật, nhưng mà nó chỉ là vi phạm đạo đức thôi thì không được nói, trừ những người đó là quan chức chính quyền. Cái sự vi phạm đạo đức của quan chức chính quyền thì đương nhiên nó ảnh hưởng đến công vụ của con người đó, thì bất kỳ người dân nào cũng quyền tố cáo, còn hai công dân bình thường với nhau thì anh không được phép, anh chỉ được phép tố cáo người ta khi người ta vi phạm pháp luật. Còn vấn đề đạo đức, người nào làm người đó chịu, dư luận xã hội sẽ biết và tự lên án người đó. Đó thì cho thấy là gì, cái việc của bà Phương Hằng là bà ta chỉ có làm linh tinh thôi chứ không dám tố cáo tham nhũng tiêu cực đấy. Bởi vì sao, chính bà ta là con người tham nhũng, là con người tiêu cực, là con người cấu kết với quan quyền để mà cướp đoạt tài sản của người dân cũng như của đất nước, cho nên bà ta tố cáo quá chức là chính là tố cáo bà ta, và bà ta sẽ bị đánh sập ngay lập tức, bị tước đoạt tài sản ngay khi mà đụng đến các cái quan quyền từ tỉnh cho đến cấp trung ương. Cho nên đó là lý do tại sao mà Nguyễn Phương Hằng không dám tố cáo tham nhũng tiêu cực là như vậy. Thế thì việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo lang y Võ Hoàng Yên hay tố cáo Hoài Linh thì là bà ta chỉ đại diện cho cá nhân bà ta thôi, chứ không có đại diện cho ai khác cả. Nhưng khi bà ta đứng lên tấn công, công kích nhà hoạt động chính trị đối lập Trung Quốc Huy, rồi những người được gọi là bà ta gọi là phản động đó, thì bà ta đại diện cho ai? Bà ta đại diện cho đảng, chế độ và chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam, cái đấy rõ ràng rồi. Bà ta bênh vực cho Nguyễn Xuân Phúc, mà Nguyễn Xuân Phúc thì người dân Việt Nam ai chẳng ai lạ gì, một phúc nổ, phúc ngoẹo, rồi phúc bảy vịt quay gì đi đâu cũng đầu tàu, một cái con người hoang tưởng như thế mà bà ta ca ngợi là một thủ tướng tuyệt vời, một chủ tịch nước tuyệt vời, thì tôi thấy cái đẳng cấp, cái trình độ của Nguyễn Phương Hằng là rất là tệ hại, tôi có thấy rất rõ điều đó. Cho nên bà ta đã đại diện cho đảng, chế độ và chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam để công kích Trung Huy và công kích những người mà bà ta gọi là phản động. Trong khi đó Trung Huy mà những người gọi là như tôi, người ta gọi là trùm phản động, thì là những người đang đấu tranh để đem lại tự do cho cả trăm triệu người dân Việt Nam. Chúng tôi đấu tranh chẳng đem gì lợi ích của chúng tôi cả, chúng tôi mất thời gian hy sinh những năm tháng tự do hạnh phúc của mình trong nhà tù cộng sản, bị đánh đập, nhưng mà chúng tôi vẫn đấu tranh
vẫn tiếp tục ở trong nước, trong nhà tù hay ra nước ngoài thì vẫn tiếp tục đấu tranh để cùng với người dân Việt Nam xóa bỏ độc tài cộng sản Việt Nam để đem lại các cái quyền tự do tốt đẹp nhất cho đất nước của dân tộc, chứ chẳng đem gì cho chúng tôi cả. Và khi đất nước Việt Nam có tự do chủ rồi thì tôi và quý vị bình đẳng ngang nhau. Chúng tôi, Nguyễn Văn Đài hay Trương Quốc Huy hay biết bao nhiêu người khác không có một chút đặc quyền nào hơn quý vị trong cái việc mà ra bầu cử hay gì đó. Có thể lúc có sức khỏe tôi yếu à, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, về để hưởng tuổi già ở Việt Nam thôi chứ không có tham vọng. Nhưng mà những cái tự do dân chủ đấy sẽ đem lại cho chính quý vị, đem lại cho con cháu quý vị, mang lại cho tất cả mọi thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau. Còn Nguyễn Phương Hằng đã đại diện cho một thế lực đen tối, một chế độ độc tài. Bà ta đang đại diện chế độ độc tài để đánh lại những người đối lập, để tiếp tục nuôi dưỡng chế độ độc tài đó, cai trị đất nước dân tộc Việt Nam bởi cái nền tảng hủ hoại của nó. Đấy, đấy Nguyễn Phương Hằng đại diện cho độc tài như vậy. Đây là câu hỏi thứ 7. Bây giờ chúng ta sẽ nhận câu hỏi thứ 8. Thì nếu như bà Nguyễn Phương Hằng đã kêu gọi á, là mọi người hãy tin bà ta, đừng tin phản động. Thế thì nếu tin bà, tin Phương Hằng á, thì sẽ đem lại hậu quả gì? Đương nhiên rồi, các quý vị, chúng tôi ở nước ngoài rồi, chúng tôi được hưởng tự do, dân chủ, sung sướng, tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của thế giới loài người. Thì Trương Quốc Huy, Nguyễn Văn Đài và biết bao nhiêu người khác, 4 triệu người khác đang được hưởng. Còn quý vị tin Phương Hằng thì quý vị sẽ tiếp tục đời quý vị, con cháu quý vị và mãi mãi các thế hệ Việt Nam sẽ tiếp tục bị cai trị, bị đè nén, bị chà đạp bởi đảng, chế độ và chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam. Bởi vì bọn chóp bu độc tài cộng sản Việt Nam ấy, nó không cho người dân cơ hội để vào cái hệ thống quan quyền của nó. Ban chấp hành trung ương khóa này sẽ lựa chọn ban chấp hành trung ương khóa sau để nó chuyển giao quyền lực cho các thế hệ đàn em của nó, con cháu của nó, người dân không có phần gì vào đó. Thế cho nên nếu quý vị mà nghe Nguyễn Phương Hằng á, thì quý vị sẽ tiếp tục bị chế độ độc tài cộng sản Việt Nam tước đoạt quyền lực, bị chà đạp, bị sỉ nhục. Đó là hậu quả mà quý vị nghe theo Phương Hằng. Câu hỏi thứ 9 là nếu quý vị nghe theo phản động như chúng tôi thì quý vị sẽ nhận được điều gì? Đương nhiên rồi, nếu chúng ta cùng nhau hợp tác, cùng nhau đấu tranh, chắc chắn chúng ta sẽ xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản Việt Nam chỉ trong một nốt nhạc. Tôi luôn luôn khẳng định như vậy. Bởi vì nếu có một mình chúng tôi đấu tranh ấy, thì không đem lại được điều đó, chắc chắn không bao giờ. Nhưng mà nếu như toàn thể người dân Việt Nam, hàng chục triệu người dân Việt Nam nghe, hiểu, bắt tay nhau. Trước hết ấy, nó có 3 bước. Bước đầu tiên ấy, tôi có trong chủ nghĩa Mác nó có nhiều câu nhưng mà tôi lại thích cái một câu ấy là gì? Khi mà người ta muốn đánh giá về một vấn đề thì đầu tiên ấy, người ta nói gì? Từ trực quan sinh động cho đến tư duy chiều tượng, từ tư duy chiều tượng đến cảm giác và cuối cùng là đi đến hành động. Thì cái đầu tiên ấy, trong tư tưởng con người quan trọng nhất, cộng sản nó cũng nhận ra điều đó. Tức là trong tư tưởng của mỗi một chúng ta là chúng ta cần phải thấy phẫn nộ với chế độ độc tài của Việt Nam. Cho chúng ta phải thấy rằng chế độ độc tài của Việt Nam không phải là tương lai của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và các thế hệ mai sau. Và chúng ta phải trong tư tưởng của ta phải luôn luôn tìm kiếm cơ hội, hoặc là khi có cơ hội đến chúng ta phải xuống đường đấu tranh để xóa bỏ nó. Trước hết trong tư tưởng là quý vị chưa cần nói ra bên ngoài, quý vị chưa cần có hành động đi biểu tình trên đường phố, nhưng mà tư tưởng của quý vị là quan trọng như vậy. Không bao giờ tin vào độc tài cộng sản Việt Nam, nó nói gì cũng không tin đấy, nó luôn luôn là kẻ xấu. Chúng ta luôn luôn nghĩ độc tài cộng sản Việt Nam là xấu và thực sự nó là xấu, bởi vì nó tước đoạt quyền của quý vị, nó chà đạp lên quý vị đấy, thì chúng ta phải cho nó là xấu đấy. Trong tư tưởng chúng ta phải nghĩ đấy, bước một. Khi mà trong tư tưởng chúng ta đã thông rồi, đã biết cộng sản là xấu rồi, luôn luôn tìm kiếm cơ hội để xóa bỏ nó rồi, thì chúng ta bước hai là chúng ta tìm kiếm bạn bè, tìm kiếm đồng minh, tạo ra một mối liên kết trong nước ngoài nước với nhau. Khi mà mối liên kết đủ mạnh thì chúng ta là bước ba, thông qua mạng xã hội kêu gọi vận động cùng nhau xuống đường xóa bỏ chế độ cộng sản. Xóa bỏ độc tài cộng sản Nam chỉ có 3 bước thôi. Tôi nhắc lại, trong tư tưởng suy nghĩ chúng ta phải nhận thức xóa bỏ độc tài cộng sản là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, là cái điều không thể đảo ngược được, là một cuộc đấu tranh chính nghĩa trong tư tưởng của ta. Rồi thứ hai á, hành động thứ hai là bước liên kết với nhau, tạo ra nhóm bạn bè chứ không cần phải gì cả, không cần phải gì cả, tổ chức lớn to gì cả, cứ bạn bè với nhau trước đã, cà phê cà pháo với nhau trước đã, để tạo ra mối liên kết trong ngoài với nhau đã, liên kết với nhau, liên lạc với nhau đấy, tạo ra sự đồng thuận, tạo ra sự nhất trí, và cuối cùng điều gì đến thì nó sẽ đến. Đấy là cái mà cái kết quả chúng ta nghe thì chúng ta sẽ có được tương lai rất là tốt đấy, chắc chắn rồi. Cái câu hỏi thứ 10 cũng là câu hỏi cuối cùng. Vậy thì cái kết của Nguyễn Phương Hằng là gì? Chắc chắn bà ta hiện nay đang bị
Bộ Công an rồi an ninh rồi tuyên giáo xúi giục bà ta, kích động bà ta để lên diễn đàn để gọi là kêu gọi những người ủng hộ bà ta tiếp tục ủng hộ hay là vâng phục hay là chịu sự cai trị của độc tài Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng mà bà ta không làm được điều đó. Thì ngày xưa các cụ đã ta nhà ta đã có câu gì: rừng hết thỏ, chó săn bị thịt. Thế nhưng mà thỏ bây giờ còn rất nhiều. Chúng tôi những người phản động được ví như là thỏ rất nhiều, tràn lan khắp nơi. Nhưng mà chó săn vẫn bị thịt, tại sao? Bởi vì chó săn vô dụng, chỉ có sủa hóng chó hớt không ăn thua gì cả. Thì chó săn bất tài bất lực thì phải thịt chó săn thôi, chứ không phải là rừng hết thỏ. Thỏ rất nhiều, thỏ rất là nhiều, nhưng mà con chó săn này không, nó là vô dụng, gọi là đốm lưỡi chỉ biết sủa thôi, chứ không có săn được thỏ. Thế cho nên là những cái mà yêu cầu của Đảng, chế độ và nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam ấy đối với Nguyễn Hoàng không đạt được, thì những cái mà ta cấu kết với quan chức chính quyền tỉnh Bình Dương để tham nhũng hối lộ, để cướp đoạt đất đai của người dân và nước ấy, thì sớm muộn bà ta cũng sẽ bị xử lý theo chân của Trần Văn Nam hay là mấy chục quan chức tỉnh Bình Dương đó. Và nếu như bà ta chưa bị xử lý bởi chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam á, thì chắc chắn một điều, khi mà cuộc cách mạng dân chủ, cách mạng màu nổ ra ở Việt Nam á, thì bà ta cũng bị nhân dân xử lý, chắc chắn là như vậy, tôi khẳng định luôn là như vậy. Bà ta sẽ bị xử như các quan chức cộng sản, bởi vì bà ta đã cấu kết để ăn cướp của đất nước, của người dân đấy. Và bà ta sẽ chung tội với tội của các quan chức cộng sản, tài sản tất cả những gì bà ta có sẽ bị tịch thu hết để trả lại cho nhân dân, trả lại cho đất nước. Và những năm tháng còn lại của cuộc đời Nguyễn Phúc Hằng là nhà tù, chứ không phải là cái dinh thự bà ta đang sống. Đấy là hậu quả mà Nguyễn Phúc Hằng sẽ phải gánh chịu. Nếu bà ta không muốn chịu cái hậu quả đó, chỉ có con đường đi ra nước ngoài chống lại độc tài Cộng sản Việt Nam thôi, không có con đường nào khác. Bà ta còn ở Việt Nam còn dung túng cái độc tài, bà ta chắc chắn sẽ bị làm thịt, không bởi độc tài Cộng sản Việt Nam thì cũng bởi nhân dân Việt Nam. Đấy là chắc chắn là như vậy. Vâng, đấy, qua 10 câu hỏi tôi đã trình bày với toàn thể với quý vị và các bạn về con người của Nguyễn Phương Hằng là như thế nào. Tất nhiên còn rất nhiều vấn đề khác, nhưng mà tôi chỉ gói gọn ở trong video này như vậy thôi để quý vị hiểu về con người Nguyễn Phương Hằng. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn theo dõi hết video hôm nay của tôi. Một lần nữa, kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe và thực sự bình an, an toàn trong cái lúc đại dịch Covid đang hoành hành này. Xin cảm ơn và tạm biệt.